Một đôi loa mini nhà em vừa về nhá, lên nhanh cho các anh. Đấy, nhanh gọn. Bác nào nhanh tay thì được nhá. Đôi này thì quá là đặc sắc luôn rồi. Loa mini hai đường tiếng cho mọi người luôn. Đấy, mọi người nhìn cái tổng quan của nó không? Ở đây thì cái màu xám bạc đằng trước này, đấy, tép cũng xám bạc này, nón của loa cũng màu xám bạc luôn, nhìn rất là sang nha mọi người. Màng bát là màu trắng nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn không? Mà giấy màu trắng này. Nhìn thấy các cái sợi không? Gân vải nhá, cực kỳ mềm. Dã man luôn các bác ạ. Những cái loại loa mini mà gân vải em thật mọi người nó ít vô cùng luôn, nó toàn là gân gân cao su, gân mút là nhiều đấy, nhưng gân vải của nó thì cực kỳ ít trên thị trường, bởi vì những cái loa mini này thì thường người ta sẽ không chú trọng nhiều lắm cho cái phần gân, bởi vì từ bắt đầu từ loa đại dần lên thì bắt đầu người ta mới làm gân vải rất là nhiều, nhưng mà từ loa mini thì ít lắm. Đây okay, gân đấy, xong gân vải cực kỳ mềm, đây tép này lóng lánh như ngọc trai luôn cho mọi người nhá. Đây thành vắt đây, góc cạnh của loa rất là ok luôn. Đây thành vách này, đây, đây góc cạnh phía sau này, đây các bác thấy không, góc cạnh quá là ok luôn nhá. Đôi loa này là đến từ thương hiệu Aiwa, có mã là J10. Ở đây thì em thấy không thể ghi là công suất bao nhiêu cả, nhưng thấy ghi là trở kháng là 6 ohm. Thì với những cái loa mini như này thì công suất của nó là cỡ tầm 30 40 50W đấy, dao động trong khoảng 3 như thế, 3 tầm như thế để các bác có thể dễ dàng nắm bắt nhất. Như cái này thì các bác chỉ cần có cái cục công suất mình lên tiếng là mình ghép vào là rất là ok luôn rồi. Kích thước chi tiết của loa thì cao 24 cm, chiều ngang là 15, độ sâu thì là 22. Bát ở đây thì là bát 12 cho mọi người nhá. Đấy, chuẩn bát 12. Đấy là kích thước chi tiết của đôi loa Aiwa J10 này. Nếu như để bình thường ra thì nói thì đôi này nó cũng không có cái gì đặc sắc để các anh có thể quyết định mua đúng không ạ? Nhưng mà cái gân vải đây thì em khẳng định mọi người tiếng âm của nó ra cực kỳ chắc và hay. Nó hơn hẳn so với cả những cái dòng gân khác. Gân vải nếu mà cứng thì em không nói làm gì, nhưng gân vải đây rất là mềm này, độ đàn hồi của nó cực kỳ tốt. Thì với những cái gân này thì các bác xài cho em nó bền, cực kỳ bền luôn, không phải lăn tăn nhá. Mà Aiwa cũng là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng ở bên kia rồi. Đấy thì đôi này vừa về nhá, loa thì không có căng. Em xả luôn cho mọi người giá là 590.000 cho đôi loa Aiwa này. Đấy các bác cảm giác như mua rẻ như là mua loa ngoài chợ luôn ạ. Đấy. Nói thì không tin đúng không ạ? Đấy nhưng mà loa em xả cho mọi người để các bác có cơ hội để trải nghiệm tốt nhất những cái dòng của Nhật như thế này nhá. Cơ hội cũng chỉ có một lần thôi. Bởi vì những cái dòng này thì thứ nhất là hàng của nó rất là ít. Thứ hai nữa là không phải là quá là ít ít là bởi vì mình phải nhập theo lô ấy, thì đôi khi nó mới về được những cái đôi loa như thế này. Còn không thì mọi người mua đấy toàn những cái loa dòng Onkyo các thứ thì giá thành của nó lại hơi cao. Đấy và đôi khi các anh lại bị lăn tăn ấy. Đấy và có thể các bác có thể thay thế ngay dòng này giúp em. Đấy chất âm thì cũng tương đương mà giá thành thì lại mềm hơn hẳn một nửa đúng không ạ? Đấy tội gì mình không tham khảo ngay những dòng này. Bác nào lấy loa thì báo em nhé. Số điện thoại bên em là 0966 594581, địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Để em cho mọi người nhìn lại một chút này. Đây, tép này. Đấy, nón bạc này. Đây, bát này. Quá là đặc sắc đúng không ạ? Đấy. Aiwa J10 nhá, 590.000. Dạ vâng. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người tại video tiếp theo ạ.